Nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn kết quả lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Và bây giờ là cái kết quả như cả nhà. Nói chung thì vừa mới kết thúc cái lễ bốc thăm thì Thai TV sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn liền. Và bây giờ là cái kết quả như sau. Nói chung là chúng ta không biết có sự sắp xếp hay không, nhưng mà chúng ta đã lọt vào những cái bảng đấu tử thần. Tại sao mà những? Tại vì có môn bóng đá nam và môn bóng đá nữ, và môn bóng đá nam cũng lọt vào bảng tử thần và môn bóng đá nữ cũng lọt vào bảng tử thần. Và thật sự là đây là một cái thông tin rất là nhức đầu cho bóng đá Việt Nam của chúng ta tại SEA Games 32 nha cả nhà. À, đối với bóng đá nữ thì chúng ta rơi vào cái bảng đấu, quý vị và các bạn dự đoán xem chúng ta sợ đội nào. Chúng ta không phải là sợ, nhưng mà chúng ta ngán, chứ không phải là chúng ta sợ nha. Nhưng mà thật sự là ngán thì Philippines, một cái đội bóng nhập tịch rất là nhiều cầu thủ, một cái đội bóng cùng với đội tuyển Việt Nam của chúng ta tham dự World Cup đấy quý vị. Và Philippines họ tham dự World Cup với tư cách là họ đứng đầu bảng và họ vào thẳng, còn chúng ta là phải đáp lay off đấy quý vị, không phải giỡn đâu. Đấy. Họ trước kia họ yếu thôi, nhưng mà bây giờ họ mạnh lắm. Rồi đội bóng thứ hai cùng bảng với Việt Nam của chúng ta đó chính là Myanmar. Myanmar là một cái đối thủ cực kỳ khó chịu với bóng đá Việt Nam của chúng ta. Trong những cái lần đụng độ thì tất nhiên là Myanmar họ đều thua chúng ta, nhưng mà họ thua với tỷ số xích sao, và họ có những cái khó chịu nhất định cho bóng đá Việt Nam của chúng ta ở môn bóng đá nữ nha. Môn bóng đá nam thì Myanmar họ không mạnh đâu, nhưng mà môn bóng đá nữ thì họ rất là mạnh. Đó, thì nói chung là hai cái đội bóng hàng đầu của, gọi là hàng đầu của Đông Nam Á từ Việt Nam chúng ta, thì Philippines, Myanmar nằm chung bãi mất tiêu rồi, còn cái gì nữa đó cả nhà. Rồi tiếp theo nữa là Malaysia nằm chung bảng với Việt Nam, Indonesia nằm chung bảng với Việt Nam. Malaysia, Indonesia chúng ta không nói, tại vì hai cái đội bóng Malaysia và Indonesia họ yếu chứ họ không mạnh đâu. Họ khác với bóng đá nam, đây là bóng đá nữ. Thì nói chung là chúng ta sẽ phải vượt qua một trong hai đối thủ, chỉ cần vượt qua một thôi chúng ta có ngôi nhì bảng được nữa không sao. Ở bên kia thì nói thẳng ra cũng gặp đội nào cũng được, tại vì đội mạnh là nằm bên mình hết trơn rồi. Thì chúng ta sẽ vượt qua một trong hai đối thủ là Philippines và Myanmar, nhưng mà chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua cả hai đối thủ này để mà chúng ta có cái ngôi đầu bảng luôn. Nhưng mà đây là một cái bảng đấu tử thần rất là khó cho bóng đá Việt Nam. Bảng A gồm có Việt Nam, Philippines, Myanmar, Malaysia, Indonesia. Rồi bảng B của môn bóng đá nữ gồm có các cái đội bóng như sau: Campuchia, Thái Lan, Singapore và Lào. Thì quý vị và các bạn đã thấy là cái bảng B nó đâu có gì gọi là mạnh đâu, chỉ có Thái Lan thôi. Chứ còn mà Campuchia, Singapore và Lào thì ba đối thủ này là yếu không à. Nói chung là yếu không mà không có mạnh đâu cả nhà. Đấy, thì bây giờ là trong cái bảng B này gồm có là Campuchia, Thái Lan, Singapore và Lào nha cả nhà. Và bây giờ thì gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm cái kết quả của bảng A. À quên, kết quả của môn bóng đá nam. À, cũng rơi vào bảng đấu tử thần cực kỳ khó đây. Bảng A thì gồm có các đội Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste. À, bảng A đấy. Thì trong bảng A này có đội Timor Leste là đội lót đường rồi nè. Philippines thì họ không quá mạnh rồi nè. Myanmar không quá mạnh rồi nè. Indonesia thì họ mạnh, nhưng mà hiện tại bây giờ họ đang còn rơi vào cái khủng hoảng do là FIFA họ tước cái quyền đăng cai U20 World Cup của họ, mà chỉ còn một tháng mấy nữa mà tước cái quyền đăng cai, cho nên là các cầu thủ tâm lý họ không có được tốt đâu. Cho nên Campuchia họ sẽ có cơ hội để mà vào được cái vòng bán kết đấy. Không biết có cái sự sắp xếp nào hay không, mà tôi nói cả bóng đá nam bóng đá nữ là Campuchia họ ở cái bảng đấu nhẹ không à. Còn Việt Nam của chúng ta nè, năm nè: Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. À, bây giờ phân tích Thái Lan thì Doha Cup vừa rồi thì họ đã giành cái thành tích như thế nào rồi ha. Nói chung cả nhà cũng đã biết là họ đã có một cái thành tích như thế nào rồi đó. Họ đã nằm vị trí thứ 4 trên 10 đội tại Doha Cup, còn chúng ta là nằm vị trí thứ 10 trên 10 đội đó cả nhà. Malaysia là một cái đối thủ cũng không phải là dễ chơi đâu, họ là một cái đội bóng mạnh của khu vực. Ở Singapore thì sao? Singapore là một cái đội bóng cũng rất là mạnh đó. Còn Lào hiện tại bây giờ là họ mạnh hơn rất là nhiều so với cái thời trước rồi nha.
cả nhà đừng có nghĩ mà Lào là yếu nha, lứa trẻ của họ đào tạo rất là mạnh, họ đã từng thắng Thái Lan đó cả nhà. Đó, một cái bảng đấu cực kỳ khó khăn. Và tối đêm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu vòng loại thứ nhất của Olympic. Vòng loại thứ nhất của Olympic. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là chúng ta sẽ có cái kết quả như thế nào. Sau khi nghe cái tin lễ bốc thăm như thế này, không biết các cầu thủ có bị tâm lý gì không. Nhưng mà đối thủ Nepal là một cái đối thủ được đánh giá yếu hơn đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta rất là nhiều. Tối hôm nay thì sẽ diễn ra vào lúc 19:15 ngày 5 tháng 4 năm 2023, tức là tối hôm nay. Thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu vòng loại thứ nhất của bóng đá nữ Olympic Paris năm 2024. Và chúng ta là nằm ở vị trí nhóm và bảng xếp hạng FIFA là số 33, còn Nepal họ nằm số là 100, họ cách chúng ta tới 67 bậc lần, cho nên là chúng ta dự đoán là chúng ta sẽ có một cái trận đấu dễ dàng. Nhưng mà các cầu thủ ở bển thì chắc có lẽ là cũng nghe được cái thông tin là mình nằm ở bảng nào rồi đó. Bảng bây giờ xin nhắc lại một lần nữa nha. Lễ bốc thăm bóng đá nữ thì bảng A, kết quả bảng A gồm có Việt Nam, Philippines, Myanmar, Malaysia, Indonesia. Bảng B gồm có các đội Campuchia, Thái Lan, Singapore và Lào. Còn ở cái kết quả bốc thăm của môn bóng đá nam như sau: bảng A gồm có Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Còn bảng B gồm có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Một cái nói chung là một cái bảng đấu cực kỳ khó, cực kỳ khó ha cả nhà, cả nam và nữ luôn. Trời ơi sao quá, cái ngày hôm nay bốc thăm sao á, có nhiều bạn cũng nói là sao mà chúng ta phải sợ những cái đội bóng, không phải phải chúng ta sợ mà chúng ta muốn gặp những cái đội bóng mạnh ở cái vòng sâu sâu kìa đó. Ví dụ như vòng bán kết hay là chung kết thì chúng ta đá một trận cho nó đã, chứ còn mà gặp nhau sớm quá, bung sức sớm quá đâu có hấp dẫn gì nữa đó. Nói chung là U22 Indonesia họ chịu áp lực rất lớn tại cái kỳ SEA Games lần này, họ bắt buộc phải giành một cái tấm huy chương vàng để mà chia tay huấn luyện viên Shin Tae-yong, và một cái gì đó gọi là để cũng để chữa lành cái vết thương. Nói chung là rất là đau lòng quá đi mà bị tước mất cái quyền đăng cai World Cup U20 thì thật sự là rất là buồn. Họ đầu tư rất là nhiều, họ phải đấu tranh, họ phải nói chung là họ phải đấu với lại một đội một cái đất nước khác để mà giành được cái quyền đăng cai, mà cuối cùng bị tước mất, thật sự là rất là buồn ha. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.